Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi Chuyện Trong Ngày được phát sóng trực tiếp trên kênh VTC1 Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, cuối tháng 4 vừa qua, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị báo cáo làm rõ vì sao rừng tự nhiên năm 2021 giảm 2.850 ha so với năm 2020. Ngoài yêu cầu xác định nguyên nhân, Tổng cục Lâm nghiệp còn yêu cầu tỉnh Quảng Nam chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để mất rừng. Điều cần nhấn mạnh là Quảng Nam là địa phương đã thực hiện việc đóng cửa rừng từ cách đây hơn 10 năm. Vậy nhưng, diện tích rừng vẫn bị thu hẹp. Huyện miền núi Phước Sơn là một trong những địa phương có diện tích rừng bị mất lớn nhất tại tỉnh Quảng Nam trong năm 2021. Lãnh đạo địa phương này khẳng định việc mất khoảng 1.000 ha rừng không phải vì bảo vệ rừng kém, mà chủ yếu là do thiên tai. Phần lớn là trên 1.000 ha là do biến động và do sạt lở đất rừng vào năm tháng 9, bão năm 2009 năm 2020. Còn liên quan tới cái nguyên nhân mà về biến động rừng mà do khai thác gỗ trái phép thì cái này rất là lợi. Thực tế, nhiều năm qua, công tác bảo vệ rừng ở Quảng Nam đã có chuyển biến tích cực. Số vụ vi phạm pháp luật chặt phá rừng trái phép đã giảm đến 50% qua từng năm. Lực lượng bảo vệ rừng của Quảng Nam cũng đã được cơ cấu, thay đổi mô hình sau khi bổ sung 628 cán bộ rừng chuyên trách là người dân địa phương, nên nạn phá rừng trái phép đã được đẩy lùi. Thông qua cái lực lượng này thì nó hỗ trợ thêm cái lực lượng cho lực lượng cùng với lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý về rừng, đáp ứng được cái nhu cầu mà thiếu biên chế hiện nay. Tuy nhiên, khi mà công tác bảo vệ rừng tốt nhưng rừng vẫn bị mất với một diện tích lớn đã cho thấy nhiều vấn đề mới trong công tác bảo vệ rừng hiện nay tại Quảng Nam. Từ trước đến nay, mỗi khi nhắc đến câu chuyện diện tích rừng tự nhiên bị thu hẹp với số lượng lớn thì người ta sẽ nhắc ngay đến chuyện chặt phá rừng trái phép. Tuy nhiên, tại tỉnh Quảng Nam thì trong năm 2021 vừa qua, số liệu thống kê chỉ có 17 trên hơn 2.800 hectare đất rừng bị mất là do tình trạng phá rừng. Như vậy, số liệu còn lại lên đến gần 2.800 hectare rừng bị mất là do nhiều nguyên nhân khác. Và với dư luận thì vấn đề mất rừng tại Quảng Nam hiện nay đang được đặt nhiều câu hỏi. Trước yêu cầu của Tổng cục Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Nam đã có văn bản giải trình vì sao diện tích rừng tự nhiên năm 2021 lại giảm gần 3.000 ha so với năm 2020. Theo đó, có 5 nguyên nhân được chỉ ra gồm thiên tai, phá rừng, chuyển mục đích sử dụng của công trình đường giao thông, tuyến đường điện trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó là các vụ phá rừng trái pháp luật mà cơ quan chức năng đã phát hiện xử lý, các loại đất sản xuất trồng lấn trên đất rừng và ngày càng được mở rộng thêm. Đây là một trong những vụ mất rừng kiểu mới điển hình ở Quảng Nam trong thời gian qua. Hơn 54 ha đất rừng tự nhiên tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam bỗng nhiên biến thành đất rừng sản xuất và được cấp sổ đỏ cho người dân. Nhiều cán bộ bị khởi tố, nhưng rừng thì không còn nữa. Người dân ở đây tôi nghe người ta nói, dân ở đây người ta cấp sổ đỏ đang đầu. Có sổ đỏ rồi người ta mới dám chẹt phát đốc. Còn đây là những hình ảnh quen thuộc ở các cánh rừng tự nhiên ở miền núi Quảng Nam. Rừng sản xuất của người dân nằm sát rừng tự nhiên. Sau mỗi mùa vụ, người dân sẽ tiến hành đốt rẫy và chỉ cần buông lỏng quản lý, rừng tự nhiên sẽ bị lấn chiếm bằng những ngọn lửa. Sau mỗi năm, rừng sản xuất ăn vào rừng tự nhiên lớn thêm và lúc đó chính quyền buộc phải chuyển đổi rừng tự nhiên thành rừng sản xuất. Rồi nếu như mà chúng ta không thứ nhất là không thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thứ hai mà không có cái việc mà cắm mốc ranh giới để phân định cái ranh giới giữa các cái loại rừng á, thì cái việc mà xâm lấn cũng rất dễ xảy ra. Số lượng mà người dân đăng ký phát rải tại địa bàn Tây Giang là hơn 1.000 người tham gia. Trước khi người ta sau khi đăng ký thì ban quản lý cùng với cộng đồng thôn và ủy ban nhân xã và các ngành chức năng là phối hợp với nhau đi kiểm tra thực tế các cái rải này có đảm bảo là rừng tự nhiên hay không, hay là nương rải cũ, xác định lại nó là nương rải cũ làm mới cho tiến hành phát. Ngoài thủ đoạn lấn chiếm rừng tự nhiên khi đốt rẫy chuẩn bị vụ mùa mới, thời gian qua Quảng Nam cũng ghi nhận một số thủ đoạn phá rừng mới như đốt rừng để trồng lại rừng ở Đông Giang, Phước Sơn. Với chiêu thức đốt rừng, khi phát hiện thì chuyện đã rồi, rừng gần như đã không còn và buộc phải chuyển ra khỏi diện tích rừng tự nhiên.
Quảng Nam là một trong những địa phương có diện tích rừng tự nhiên lớn nhất của nước ta. Địa hình, địa chất ở miền núi Quảng Nam nếu để mất rừng tự nhiên quá lớn thì hệ lụy để lại là khôn lường. Những vụ sạt lở khủng khiếp thời gian qua gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản đã cho thấy điều đó. Đã đến lúc tỉnh Quảng Nam cần xác định bảo vệ rừng tự nhiên không chỉ là nhiệm vụ mà đây còn là một việc sống còn. Hàng chục ngàn hecta rừng tự nhiên ở Quảng Nam đã được chuyển đổi thành rừng trồng trong mấy năm qua. Hệ sinh thái rừng đặc hữu được thay thế bởi những cây keo. Sau vài năm, keo được khai thác và trồng lại. Về lý thuyết, độ phủ của cây vẫn có, nhưng keo không giữ được đất. Màu xanh của rừng keo chỉ là màu xanh giả tạo, và cũng chính cây keo là nguyên nhân khiến sạt lở ở Quảng Nam ngày càng phức tạp hơn. Cái cây keo là cái bộ rễ nó, cái keo trồng là bộ rễ nó ăn cặn chứ không có bộ rễ ăn sâu, cũng như nó do nó không tạo được nhiều tầng tán, thì chính vì vậy mà cái khả năng mà chống sâu mầu cũng kém, mà khả năng giữ nước cũng kém. Bên cạnh việc chuyển đổi ồ ạt đất rừng tự nhiên sang rừng trồng keo, thời gian qua tỉnh Quảng Nam cũng đã hy sinh hàng ngàn hecta rừng tự nhiên cho các dự án thủy điện. Năm ngoái, chỉ với một động tác giơ tay biểu quyết, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 40 hecta rừng sang mục đích khác để triển khai các dự án đô thị và thủy điện. Khi mà chúng ta vội vàng phát triển thủy điện thì trong thời gian đầu nó gặp những cái bất cập, và chính vì vậy nó để lại một cái hệ quả lâu dài, cho đến bây giờ vẫn phải tiếp tục khắc phục. Thì tỉnh Quảng Nam là đã đồng thời rà soát lại các cái thủy điện trên địa bàn của tỉnh, nhất là các thủy điện vừa và nhỏ, để báo cáo với chính phủ để giảm lại, không phát triển thêm. Hiện nay, hệ lụy của việc để mất rừng tự nhiên trong thời gian dài đã bộc lộ rõ rệt tại Quảng Nam. Việc tiếp tục để mất đến 2.850 hecta rừng trong năm 2021 thật sự là điều đáng lo ngại. Bởi dù nguyên nhân là gì đi nữa, thì việc mất rừng cũng sẽ kéo theo những hậu quả lâu dài sau này. Đây là một trong những vị trí sạt lở ở miền núi Quảng Nam. Điểm chung của những vị trí sạt lở như thế này là toàn bộ diện tích rừng nguyên sinh ở đây đã bị biến mất và được thay thế bằng rừng trồng. Điều này cũng trùng lập với những nguyên nhân sạt lở được các nhà khoa học chỉ ra là do rừng bị mất. Vòng tuần hoàn mất rừng gây sạt lở và sạt lở lại tiếp tục gây mất rừng đã diễn ra ở Quảng Nam suốt nhiều năm qua. Và lúc này thì các cơ quan chức năng cần phải nhận thức rõ ràng, vì dù mất rừng nguyên sinh bằng nguyên nhân nào đi nữa thì chúng ta đã đến lúc phải hạn chế việc mất rừng. Bởi rừng nguyên sinh bị mất thì hậu quả của nó không chỉ ngay tức thì mà còn âm ỉ sau nhiều thời gian nữa. Đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyện trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.